xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì lâu lâu mình sẽ làm một cái video để trả lời các câu hỏi mà các bạn đưa ra. Nó cũng giúp mình có thể là tương tác với các bạn và cũng cho các bạn biết rằng là mình luôn đọc những cái ý kiến của các bạn trong các video của mình. Bữa nay thì mình xin trả lời 3 câu hỏi. Vì thật sự mình không thể nào mà trả lời hết tất cả các câu hỏi mà các bạn hỏi mình được. Nhưng mà những câu hỏi mình lựa ra thì khi mình trả lời á, thì nó sẽ bao gồm đại ý của những câu hỏi kia. Có 3 câu hỏi mình xin trả lời. Trước hết là về căn nhà John Warnow. Thứ hai là ở Mỹ với Việt Nam chỗ nào nhiều ma hơn. Và thứ ba là so sánh giữa channel của mình và tất cả các channel Bắc Ma ở bên Việt Nam. Mình gọi từ Bắc Ma nó cũng hơi kỳ nhưng mình không biết nói như thế nào, gọi là đi tìm ma đi. Thì xin lỗi tất cả mọi người. Về căn nhà John Warnow thì mình vẫn chưa có liên lạc được với người chủ. Có thể là vào tháng 3 họ mới quay trở lại cái tiểu bang mình đang ở. Thì lúc đó mình mới có thể là nói chuyện, đặt tiền cọc và thử thách ở trong căn nhà John Warnow từ 11 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng. Mình đã liên lạc rất là nhiều qua email thì họ đã đồng ý với mình. Nhưng tuy nhiên có lẽ là cái người chủ này họ ở một tiểu bang khác, thành ra có lẽ phải đợi tới tháng 3 thì mình mới có thể làm cái project này. Cái vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn thì mình gọt vô chung một cái câu trả lời luôn là giữa Mỹ với lại Việt Nam chỗ nào nhiều ma hơn, và cái sự so sánh channel của mình với các channel khác. Theo cá nhân của mình nghĩ nha, mà trước khi mình nói cái suy nghĩ cá nhân, mình muốn cho các bạn biết là mình không so sánh giữa Việt Nam hay là Mỹ. Mình không so sánh về chính trị cũng như là về kinh tế. Mình chỉ nói về vấn đề tâm linh mà thôi. Theo cá nhân của mình á, thì Mỹ nhiều ma hơn Việt Nam. Lý do vì sao mình nói như vậy thì mình xin chia ra làm 3 phân khúc để mình nói. Thứ nhất á, là về địa hình. Thứ hai là về phong tục tập quán. Thứ ba là lịch sử. Thì về địa hình á, thì mình biết ở Việt Nam có nhiều nơi nó gọi là rừng thiên nước động. Tuy Việt Nam là một nước nhỏ nhưng mà những nơi đó chưa có ai dám ở hoặc là khai thác để xây dựng lên nhà cửa hay là các cơ sở thương mại. Thậm chí có những vùng nằm ở gần khu chiến tranh hồi xưa, giống như ở Đà Lạt hay là ở trong những cái rừng nó có nhiều cái building mà của Pháp đã xây lên rồi nghi ngờ là bị ma ám, thì người ta không có dám mua lại hoặc là xây cất nhà cửa xung quanh. Thì những nơi đó gọi là rừng thiên nước động. Thậm chí vào sâu nữa, những cái biên giới của Việt Nam và Campuchia, cái này mình không biết, mình chỉ nghe nói thôi nha, có tìm hiểu sơ sơ. Xin lỗi nếu mình có nói sai điều gì tại vì mình không ở tại Việt Nam, nhưng mà mình có sống Việt Nam 16 năm nên mình cũng có hiểu được cái từ là rừng thiên nước động và những nơi nó gọi là âm u của người Việt. Tuy nhiên á, là nước Mỹ nó cũng có nơi nhiều nơi như vậy. Nước Mỹ nó có tất cả là 50 tiểu bang, và cái tiểu bang mình đang ở á, nó bự gần bằng cái nước Việt Nam, bự bằng 3/4 nước Việt Nam theo mình biết là như vậy. Thì ở Mỹ nó cũng có nhiều cái địa điểm mà gần cả trăm năm luôn người ta chưa có khai phá, tại vì nước Mỹ nó rất là rộng. Thành ra nếu mà nói là rừng thiên nước động thì Việt Nam có, chắc chắn Mỹ nó cũng có. Tại vì người Mỹ không phải là sắc dân đầu tiên có mặt trên nước Mỹ. Đó là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, là vấn đề lịch sử. Thì mình biết á, là Việt Nam á, có rất nhiều chiến tranh xảy ra, giống như là Trung Quốc nè, rồi Pháp, rồi cả nội chiến nữa, hai miền Nam Bắc, và có Mỹ cũng liên quan. Thì trong chiến tranh thì chắc chắn là sẽ có người chết, và đó cũng là một trong những lý do mà Việt Nam có nhiều hiện tượng kỳ bí không thể giải thích, nhất là ở những trong khu rừng, những nơi mà các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh mà không có được người thân đem về để chôn cất. Thì đó là cái vấn đề lịch sử, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh. Ở Mỹ nó cũng vậy. Ở Mỹ á, nó cũng có nội chiến của nước Mỹ và có cái nội chiến giữa người da trắng và người da đen. Nội chiến của nước Mỹ với lại cái sự
đấu tranh của người da trắng và người da đen là hai khía cạnh khác nhau, và dĩ nhiên là khía cạnh nào cũng có rất là nhiều máu phải đổ ra. Chưa kể là người Mỹ họ phải chiếm đất của người dân da đỏ, và người dân da đỏ có hàng trăm sắc dân. Phong tục tập quán của họ cũng rất là bí hiểm và kỳ bí, không thua gì Thái Lan hay là Campuchia, thậm chí mình nghĩ còn ghê hơn nữa. Chưa kể trước đó nữa là có Pháp, Tây Ban Nha, Anh đã đến nước Mỹ thì họ cũng gây ra chiến tranh. Thì như vậy á, mình nghĩ nó cái sự xô xát trong quốc gia, cái sự nội chiến của Mỹ nó không có thua gì Việt Nam hết. Đó là suy nghĩ của mình. Phong tục tập quán thì Việt Nam mình á, thường thường á, là đa phần là đạo Phật. Thì chúng ta có cái lễ cầu siêu hay là lễ cầu 39 ngày để cho linh hồn của người chết được siêu thoát. Ở Mỹ thì hoàn toàn không có. Chết là hết. Nếu bạn theo đạo Chúa thì có thể là bạn được vào nhà thờ. Tuy nhiên nếu bạn theo những tôn giáo khác giống như là Muslim hay là những cái đạo mình không biết, mình biết là nước Mỹ có rất là nhiều tôn giáo vì tự do, mà thậm chí có cả đạo quỷ Satan nữa. Mình sẽ làm cái video này sau này nếu có dịp. Thì những người đó chết á, thì linh hồn của họ sẽ không biết đi về đâu. Thì bây giờ thí dụ đi, bây giờ có một cái tai nạn xe xảy ra, thì người thân của cái người bị tai nạn sẽ mang xác của người thân mình về làm lễ cầu siêu hoặc là đem lên nhà thờ nếu mà đạo Chúa. Còn ở Mỹ á, thì đem đi chôn thôi. Ở những con đường xa lộ của Mỹ, lâu lâu bạn chạy xe vào ban đêm hay ban ngày, bạn sẽ thấy một cái cây thánh giá xung quanh có một cái vòng hoa. Đó là cái nơi để tưởng niệm một người nào đó đã bị tai nạn xe chết, và người thân của họ đặt cây thánh giá và vòng hoa lên đó, mục đích là để nhắc cho những người chạy qua cái đoạn đường đó phải cẩn thận vì người thân của họ đã chết ở đây. Thì theo cái vấn đề tâm linh á, theo vấn đề tâm linh mình biết được á, thì khi mình làm như vậy á, là mình sẽ giữ lại cái linh hồn của người chết, làm cho họ không có thể siêu thoát, vì cho họ có một cái gì đó để họ nương náu lại trần gian. Thì theo cái suy nghĩ của mình á, là Việt Nam là có kiên có lành, nhưng ở Mỹ thì không. Thành ra cái lý do đó cũng là một cái lý do làm cho Mỹ có nhiều ma hơn Việt Nam. Cũng xin nói qua một cái vấn đề này luôn, là cái vấn đề về bùa ngải. Thì ở Việt Nam, Campuchia hay là Thái Lan á, có nhiều người họ xài bùa ngải để họ ếm những người mà họ không thích, thì dần dần người ta sẽ bị chết đi, hay là người ta bệnh, người ta chết. Nhưng mà cũng khoảng một thời gian như là 1-2 tháng hay là 3-4 tháng, thậm chí cả năm. Nói sao ta, vía đủ mạnh hay là có một cái gì đó trong cơ thể đủ mạnh thì có thể làm ngải sẽ không có ảnh hưởng đỡ được. Tuy nhiên á, các bạn biết là người da đỏ họ cũng có một cái phong tục tập quán cũng rất là kỳ dị kỳ lạ, mà có dịp mình sẽ tìm hiểu luôn. Họ cũng có những loại bùa chú riêng, những loại thuốc độc họ đặc chế, và những thứ này họ dùng trong chiến tranh và họ giết người ngay lập tức chứ không có để lâu dài. Thì theo mình những cái đó đủ để cho bản thân mình thôi là kết luận rằng Mỹ có nhiều ma hơn Việt Nam. Những cái chỗ mình đi đó, những khách sạn mình đi có ma, những cái nhà tù mình đi có ma, thì chắc chắn là nếu mà ở tại Việt Nam thì 100% chính phủ Việt Nam sẽ làm những cái lễ cầu siêu hay làm những cái gì đó để cho linh hồn của những người chết được siêu thoát. Khi họ mua về Mỹ thì họ mua thẳng ngay luôn, họ để ngay luôn, rồi họ xây dựng nên hay là họ remodel lại, rồi bán vé kiếm tiền dùng cái đó để kinh doanh. Thì những hình thức như vậy sẽ làm cho cái người chết còn lưu luyến một cái gì đó ở trần gian mà không thể siêu thoát. Thì nếu mình nói như vậy á, thì chẳng khác nào mình nói rằng cái channel của mình đó, nó dũng cảm hơn những channel của người đi bên Việt Nam. Thật sự cái đó hoàn toàn không đúng. Theo cá nhân của mình nghĩ á, là cái channel của mình á, thì mình an toàn hơn rất là nhiều so với những bạn quay phim bên Việt Nam, đặc biệt là anh Hoàng Nam. Dạo này mình thấy có nhiều người so sánh mình với anh Hoàng Nam, những cái comment. Theo mình nghĩ là anh Hoàng Nam giỏi hơn mình. Không phải là vì cái sub của anh nhiều hơn, mà là vì từ khi bạn đi đến một cái tòa lâu đài hay là một cái căn nhà bị bỏ hoang, mình nghĩ cái khía cạnh tâm linh á, nó gây nguy hiểm cho bạn ít hơn là khía cạnh con người. Thí dụ đi, bây giờ anh Hoàng Nam anh vô một cái nhà hoang có 2-3 người si ke trong đó,
thì các bạn nghĩ cái này có phải là nguy hiểm hơn vấn đề gặp ma không? Mình nói thiệt, ở Mỹ thì không có chuyện đó. Ở Mỹ những căn nhà nào có ma thì họ đều được chính phủ phải chấp nhận rằng đây là căn nhà có ma, và người chủ phải có những cái biện pháp, những cái hành động để bảo vệ căn nhà và không cho căn nhà bị xâm phạm, nhằm mục đích là để bảo vệ an toàn. Thành ra khi mình đi á, thì có thể là cái vấn đề tâm linh thì nó có một chút gì đó nó hơn, nhưng mà về vấn đề an toàn thì chắc chắn là mình sẽ an toàn hơn. Thành ra đây là cái suy nghĩ của mình. Mình rất khâm phục những cái bạn nào, những cái channel nào mà làm những cái ghost hunter bên Việt Nam, thì mình thấy những bạn này họ chấp nhận mạo hiểm hơn bản thân của mình. Bạn đã biết rồi, mình làm cái channel này để mình muốn những người ở Việt Nam có một cái góc nhìn khác, một cái khía cạnh lịch sử của Mỹ, những cái nơi bí hiểm của nước Mỹ. Channel của mình thì mình không có cố ý làm cho các bạn sợ hay là những cảnh lên, có sao thì mình làm vậy. Sắp tới thì mình cũng không còn để nhạc trong cái channel của mình nữa, để cho các bạn coi thực tế luôn. Thì đó là những cái lời tâm sự của mình trong cái video clip này. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin chào mọi người. Thì sắp tới nếu mà có những câu hỏi gì mình thấy thú vị thì mình cũng sẽ làm một cái video này để trả lời các bạn. Xin chào mọi người.